Bố ơi, cái này bố mua cho mẹ à? Đẹp thế. Cái gì con? Cái gì thế này? Bỗng thấy ở đâu đấy con? Con thấy trong vali quần áo của bố ạ. Lý do ở lại thêm mấy ngày của anh là đây à? Là của cô Trà, đúng không? Có phải em cố tình nhét đồ lót vào vali của anh có đúng không? Hôm qua vợ anh bắt gặp hết cả lên. Trà ơi, em đừng trẻ con nữa. Những việc anh đã hứa thì chắc chắn anh sẽ làm. Em cảm thấy em trở thành một loại người mà em ghét nhất. Là loại người chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Lại còn vụ nhầm đồ nữa chứ. Ai cũng biết là em đi công tác riêng với anh. Có khi nào vợ anh làm ầm lên với em không? Em không chịu nổi đâu. Ý, cô ấy thì làm gì được ai chứ. Nhưng mình vẫn phải cẩn thận. Chuyện anh với em ý, đừng nói cho Dung biết nhá. Làm sao mà em dám? Chị Dung mà biết chuyện nhập nhằng giữa em với anh, chị có mà lột ra em. Sợ gì mà sợ lắm thế, cứ bí mật là được. Thế bây giờ thế này, về phòng làm việc, lát đi ăn, rồi mình đi nghỉ trưa nhá. Nhưng mà ông ấy bảo có thể là khách sạn trả nhầm. Cái lý lẽ đấy đến trẻ con nó cũng không tin được nữa là mày. Tao hỏi mày nhá, có thằng đàn ông nào dám nhận với vợ là anh vừa đi ngủ với gái về không? Hay là kể cả mày có bắt được tận giường là vẫn cãi là anh có làm gì đâu, anh chỉ nựng cho vui thôi mà. Thì mày cũng tin à? Thì tao cũng có phản ứng, nhưng mà ông ấy còn mắng ngược lại tao ấy, bảo tao là ghen tuông vớ vẩn. Lão này quá đáng thật. Nhưng mà nghĩ đi thì phải nghĩ lại, lão ấy không ngu đến mức tự tay mình nhét cái quần lót con bé kia vào vali đâu. Mà đây là trò khiêu chiến của con đấy. Đã đến nước này, mình không ngồi yên được đâu. Mày định bảo tao đánh ghen thì tao không làm được đâu. Mày không làm được thì để tao làm. Các anh là ai? Định làm cái gì đấy? Bọn anh có làm gì đâu mà có em phải cuống lên thế. Tôi nói cho các anh biết, đang giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, các anh không làm được gì tôi đâu. Bọn anh có lòng tốt, mang trả đồ cho em thôi. Em xem cái này có đúng không? Có cần mặc thử không? Nếu không đúng ấy, lần sau anh mang cho cái khác. Đúng thì thôi. Ê, giữ đấy, bây giờ lưu manh nhiều lắm. Đi ông ơi. Chào bố ạ. Về phòng, tôi nói chuyện. Lần sau trước mặt các con, anh nên nhẹ nhàng thôi. Cô giỏi lắm. Trước mặt thì giả ngô giả nghê, đằng sau lưng thì thuê côn đồ đến dằn mặt nhân viên công ty tôi à? Cô còn coi ai ra gì nữa không? Anh đang nói cái gì đấy? Ai thuê côn đồ? Ai dằn mặt ai? Trà đã kể hết với tôi rồi. Liệu hồn đấy. Cô ta là luật sư, sẽ không để cho cô yên vụ này đâu. Vụ này là vụ gì? Em chả làm gì cả. Ít ra anh cũng phải giải thích xem là chuyện gì rồi anh mắng người khác chứ. Tôi hiểu rồi. Có thể không phải là cô, nhưng chắc chắn là cái con bạn cô. Con bạn lắm chuyện của cô ấy. Có phải nó thích làm anh hùng không? Nói cho cô biết nhé, nếu Trà kiện vụ này đến cùng ấy, con đấy có mà tù ngọt gông, hiểu chưa? Mày không làm được thì để tao làm. Nó đã cao tay thì mình phải cao tay hơn. Vụ quần lót cứ để tao.